chào các em. Và hôm nay chúng ta sẽ qua một bài học thứ hai của chương trình lớp 12, Unit 2 Cultural Diversity. Trong video này, các em sẽ cùng với giáo viên đọc bản worklist của từ vựng Unit 2 và sau đó chúng ta sẽ cùng nhìn vào phiên âm của bài reading và luyện tập đọc các em nha. Giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, worklist của Unit 2. Các em cùng nghe nha. Unit 2, Cultural Diversity. Cultural, culture, diversity, approval, approve, marry, marriage, contractual, bride, broom, received, conduct, survey, determination, determine, summary, summarize, response, value, valuable, attractive, attraction, attractiveness, maintain, confide, majority, share, wise, unwise, partnership, equal, equally, reject, rejection, sacrifice, trust, significant, significance, oblige, record, record, comparison, xin lỗi các em đọc lại từ này, comparison, compare, counterpart, generation, base, suppose, independent, independence, typical, feature, find out, cái này là người ta viết thiếu phiên âm nè, find out, income, grocery, ceremony, enter, banquet, tree, ancestor, scheduled, blessing, trap, conical, leave, rip, strap, bamboo, diameter, involved, and meat bond, upstairs, stereo. So now we will come to the reading comprehension. Chúng ta sẽ qua đọc phiên âm của bài reading nha các em. Bài này các em sẽ được nghe hai lần. Lần thứ nhất giáo viên sẽ đọc rất chậm để các em quen với các mặt chữ. Và lần thứ hai sẽ đọc lại với tốc độ bình thường của bài đọc. Các em sẽ nhìn thấy các ký tự có màu đen và màu đỏ. Có nghĩa là gì? Khi các em nhìn thấy hai ký tự màu đỏ, điều đó có nghĩa là đã kết lại thông tin của một đoạn. Còn ký tự màu đen có nghĩa là kết lại một câu nhưng vẫn chưa hết một đoạn. Vậy các em sẽ thấy dấu màu đỏ ở vị trí này và dấu vị trí màu đỏ ở vị trí này, thì các em sẽ biết rằng đó là kết thúc một đoạn. Sau khi kết thúc một đoạn thì chúng ta sẽ dừng lại một khoảng thời gian nhiều hơn cái khoảng thời gian chúng ta dừng lại trong một câu. Được chưa ha? Thầy sẽ đọc mẫu các em nghe. Cultural diversity. Traditionally, Americans and Asians have very different ideas
about love and marriage. Americans believe in romantic marriage. A boy and a girl are attracted to each other, fall in love, and decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in contractual marriage. The parents of the bride and the groom decide on the marriage. And love, if it ever develops, is supposed to follow marriage, not precede it. To show the differences, a survey was conducted among Americans, Chinese, and Indian students to determine their attitudes toward love and marriage. Below is a summary of each group's response to the four key values. Physical attractiveness. The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or husband. They also agree that a wife should maintain her beauty and appearance after marriage. Confiding. Few Asian students agree with the American students' view that wives and husbands share on thoughts. In fact, a majority of Indians and Chinese think it's better and wiser for a couple not to share certain thoughts. A large number of Indian men agree that it's unwise to confide in their wives. Partnership of equals. The majority of Asian students rejects the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man. Church built on love. Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged to tell his wife where he has been if he comes home late. The Asian wife can demand a record of her husband's activities. The American wife, however, trusts her husband to do the right thing because he loves her, not because he has to. The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterpart. Các em chú ý cái từ này là comparison. Comparison là đánh trọng âm 2. Vậy chúng ta không đọc là comparison mà chúng ta đọc là comparison. Vậy comparison là trọng âm 2 các em nha. Chúng ta trở lại bài đọc này, thầy đọc lần thứ 2 với một cái tốc độ bình thường lại cho các em nghe nha. Cultural diversity. Traditionally, Americans and Asians have very different ideas about love and marriage. Americans believe in romantic marriage. A boy and a girl are attracted to each other, fall in love, and decide to marry each other. Asians, on the other hand, believe in contractual marriage. The parents of the bride and the groom decide on the marriage and love. If it ever develops, it's supposed to follow marriage, not precede it. To show the differences, a survey was conducted among American, Chinese, and Indian students to determine their attitude toward love and marriage. Below is a summary of each response to the four key values. Physical attractiveness. The Americans are much more concerned than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or husband.
Hence, they also agree that a wife should maintain her beauty and appearance after marriage. Confiding. Few Asian students agree with American students feel that wives and husbands share contacts. In fact, a majority of Indians and Chinese think it's better and wiser for a couple not to share certain talks. A large number of Indian men agree that it's unwise to confide in their wives. Partnership of equal. The majority of Asian students rejects the American view that marriage is a partnership of equal. Many Indian students agree that a woman has to sacrifice more in a marriage than a man, just built on love. Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged to tell his wife where he has been if he comes home late. The Asian wife can demand a record of her husband's activities. The American wife, however, trusts her husband to do the right thing because he loves her, not because he has to. The comparisons of the four values suggest that young Asians are not as romantic as their American counterparts. Rồi, như vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đọc qua bản word list cũng giống như là phiên âm của bài Reading Unit 2 là về Cultural Diversity. Các em nghe, luyện tập và sau các em sẽ ghi âm lại bài đọc của mình các em nhé. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong bài học của Unit 3.